nhà văn hóa có máy giống máy đình chùa. Xin kính chào cô chú anh chị ngày mới ăn lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị em mình trên kênh Nước Mắm Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay thì chúng ta trở lại với lại chợ Cái Xài. Và khu vực chợ Cái Xài thì có bến đò Cái Xài nha cô chú anh chị. Bến đò từ phía bên xã Kiến Thành và xã Long Điền B. Và đây là đường xuống bến đò nha. Còn hướng này là mình sẽ đi về Long Giang cũng như là mình đi qua bên Mỹ luôn ha cô chú anh chị ha. Thôi mời bà con mình đi xuống dưới bến đò xem bến đò chợ Cái Xài một lần nữa nha. Cũng khá là lâu rồi mình cũng không có trở lại với lại chợ Cái Xài và cũng không có trở lại với lại bến đò. Thì hôm nay một lần nữa mời bà con mình đi xuống thăm bến đò Cái Xài nha cô chú anh chị. Bến đò thì mình ở trên dòng sông Ông Trưởng nè. Thời điểm này thì cũng nước nổi về rồi nhưng mà về hơi chậm cô chú anh chị, cho nên là cũng còn bỏ bãi rất là xa. Chứ nếu không thì bình thường thì là nước lên tới trên này luôn nè. Nước lên tới trên này lận nha. Nhưng bây giờ thì nước về cũng hơi chậm cho nên cũng còn bỏ bãi khá là xa đó nè. Bến đò Cái Xài mình thì cũng nằm ở trên dòng sông Ông Trưởng nha. Thì cũng rời bến rồi cả nhà. Những chuyến đò trên dòng sông quê vào buổi sáng sớm cũng khá là đông ha. Nhưng mà những đò quê, những chuyến đò ngang mà đưa bà con mình xuôi ngược trong chốc lát như vậy, chỉ vài ba phút như vậy thì nhanh lắm cả nhà. Đó, bên bến lên là bên kia mình nhìn thấy đó. Cũng phải nói là khá lâu rồi, cũng cả năm trời nay rồi, bây giờ mình mới trở lại để ghi hình bên bến đò cho bà con mình xem một lần nữa. Chứ hồi trước thì là mình cũng có về mình ghi hình, nhưng mà thời điểm đó là hồi năm ngoái. Năm ngoái là mùa nước nổi, mình về đây mình ghi hình ở đây là nước lên cao như vậy nè. Năm nay thì mùa nước nổi về rồi nhưng mà thấy cũng về hơi chậm, nước còn bỏ bãi xa nè cả nhà. Và kéo theo mùa nước nổi về thì là cũng có cá linh non về. Nhưng mà đầu mùa cá linh non năm nay cũng khá là đắt cả nhà, từ 250 cho đến 300 ngàn một ký đó. Dạ. Mà mình cũng chưa có tìm đến để mà mình ghi hình. Mình ghi hình những cái chợ khác thì cũng chưa có cá linh. Nhưng những cái chợ mà sát với biên giới, sát với dòng sông Mekong nước về thì mấy chợ đó thì có cá linh rồi cả nhà. Nhưng mà khá là đắt. Chưa về đến chợ mình ở đây đâu.
Thì hôm nay thì Kim cũng cố tình đi về đây để ghi hình lại bến đò Cải Xoài cho bà con mình xem một lần nữa. Trên dòng sông Ông Chưởng, cũng nối liền giữa hai bờ xã Kiến Thành và xã Long Điền B. Đó, bến đò lên của mình ở bên kia, cả nhà đò chỉ chạy qua một phút không phút thôi là đã đến được bến bờ bên kia rồi. Nhưng mà bà con mình cũng yên tâm ha, đi thì đò cũng vẫn luân chuyển chạy suốt như vậy, không có dừng và không phải chờ đợi lâu. Muốn rời khỏi được Cù Lao Ông Chưởng mình á, thì là tất cả bà con mình đều phải đi ngang qua bến đò, hoặc là mình đi cái cầu dân lập. Mà đi đò thì mình cũng phải đóng phí cả nhà, cứ mỗi một chiếc xe như vậy thì là 3.000 tiền Việt Nam đồng. Còn nếu mình đi cầu dân lập thì là mình cũng đóng phí, hai người một xe thì là 3.000 Việt Nam đồng, mà nếu một người một xe thì là 2.000 thì Việt Nam đồng. Đó là mình đi cầu dân lập nha cả nhà. Vì vậy Kim mới nói là trên Cù Lao Ông Chưởng này á, bà con mình muốn rời được Cù Lao Ông Chưởng tất cả đều phải đi qua những chuyến đò ngang như thế này. Và tên gọi những chuyến đò thì là khác nhau ha. Trên những dòng sông, dù là nhỏ hay lớn, dù là sông Ông Chưởng nhỏ như thế này hay là sông Tiền hay sông Hậu, thì bà con mình cũng đều gặp được rất nhiều những chuyến đò, những chuyến phà của quê hương mình. Và hôm nay cũng một lần nữa thì Kim Kịch trở lại với lại chuyến đò Cái Xài để ghi hình chia sẻ cho bà con mình gần xa để xem nhìn lại quê hương mình. Trên dòng sông vẫn còn những chuyến đò lưu thông đưa bà con đi đều đặn hàng ngày như vậy, rất là dễ thương ha cả nhà ha. Đó thì Kim thấy chuyến đò ở bên kia cũng đang chuẩn bị rời bến rồi. Còn nếu mà chuyến đò kia rời bến thì chuyến này cũng sẽ lui ra cho chuyến kia cặp nha. Đó, cứ đều đặn như vậy bà con mình không có chờ đợi lâu ha. Còn khi mình lên đò thì là mình bước lên trên này là đường đi lên này cả nhà đều chạy lên một chút xíu ha. Đó. Và bây giờ thì đò cũng rời bến rồi. Đó, đò rời bến thì để cho chuyến khác cặp vô nè, đi bà con mình cứ đều đặn vị chuyến qua chuyến lại, chuyến qua chuyến lại như vậy. Rất là tiện lợi luôn. Bị chói nắng một chút xíu thì bà con cũng thông cảm nha, bởi vì mình đứng cái phía bên đây là chắc chắn là sẽ bị chói nắng rồi. Lại một chuyến đò nữa cập bến đưa bà con mình từ phía bên Long Điền B, đúng rồi, từ xã Long Điền B đưa bà con mình qua bên đây, nối liền giữa hai bờ như vậy, nhưng mà mình đi cũng khá là gần nha cả nhà. Khi mình đi qua đi lại đây thì chỉ có hơn phút thôi, phút hai phút gì đó thôi là đã cập bến rồi. Rất là tiện ha. Những chuyến đò quê hương bao giờ cũng đẹp, cũng dễ thương hết cả nhà. Đó, lên trên này thì bà con mình đi về chợ mới, cũng như mình đi về qua cầu dân lập mình sẽ đi về được Mỹ Luông, hay là mình sẽ đi được về xã Long Giang. Đó là phía trước đường này nha cả nhà, đó đi qua đi lại rất gần ha. Khỏe không anh? Lâu lắm rồi em mới. Dạ, năm hơn năm rồi. Đó giờ mới trở lại ghi hình ở bến đò mình. Đâu? Em thì cũng ở mình ở đây chứ đâu? Em ở xã này chứ đâu? Đi sao? Cảnh trời, hả? Trời đất ơi, bởi vậy không biết gì hết trơn, bởi vì bến đò quê hương mình chỗ nào không có mặt em. Em ghi phải rất cả trăm, em còn qua tới Đồng Tháp quay bến đò bển nữa. Đi sao? Rồi đi tùm lum hết trơn mà. Tại hổng gài mẹ mất. Dạ. Thành ra không đi đâu hết trơn, mới đi gần đây nè. Đó, chứ giờ nhà cũng đơn chiếc không có ai. Áo rộng thôi để cứ đòi thay vậy nè. Dạ. Cái này là phải có người rước mới được nè. Còn anh nữa, tinh thần quê hương ghê, in cái áo 67 kìa, chịu nổi không? Rồi đò cả xài luôn nữa, chịu nổi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như vậy mà đưa cho bà con mình. Dạ. Trời ơi, cái này là chắc bắt trước em này chứ không đâu hết. Mình á thì mình nói giỡn, tại vì mình đi lại đây á, anh này thì là ảnh là chủ đò, mình đi ghi hình lần nào cũng gặp ảnh, anh rất là vui vẻ dễ thương. Cả nhà mình á thì mình in cái áo mình sau lưng là kênh Ấm Áp Miền Tây, còn ảnh thì bây giờ anh cũng in đến là đưa đò cái xài ở sau lưng cho mình để nói là bắt chước mình. Thì anh em cũng thân quen rồi, mấy năm nay mình cũng ghi hình những bến đò này, gặp mấy ảnh thì cũng vui vẻ, cho nên mình mới nói đùa. Thì có gì thì cũng mong bà con mình thông cảm nha. Đó, những chuyến đò quê hương thật là dễ thương ha cả nhà ha. Chen chúc xúm xích nhau vậy thôi nhưng mà rất là ấm áp, rất là êm đềm. Nhưng đặc biệt trên những dòng sông nhỏ như thế này chạy qua chạy lại như vậy thì cũng từ hồi xưa giờ thì không có vấn đề sự cố gì xảy ra, cô chú anh chị rất là an toàn. Chỉ có lo là lo những dòng sông lớn, có tàu thuyền lớn thì là mới lo sợ, còn như ở đây thì an toàn đặt lên hàng đầu, mình chú ý đến an toàn thì tất cả sẽ an toàn. Dạ, chị nghĩ như vậy. Mình dạ. Mình nhường nhau một chút. Mình chậm một chút cả nhà thì nó sẽ hay hơn. Chứ còn mình đừng có hiếu thắng. Mình háo thắng quá rồi mình không nhường thì sẽ xảy ra sự cố thì nguy hiểm biết bao nhiêu con người, tính mạng con người trên một chuyến đò để giao cho mình. Đó. Thì vậy mà Kim mới nói là tất cả đặt lên hàng đầu thì là sẽ an toàn. Thôi thì đến đây thôi, có lẽ Kim cũng tạm dừng video của mình ở đây. Nói lời tạm biệt với bà con mình những chuyến đò quê hương rồi. Xin chào tạm biệt những chuyến đò quê hương. Xin tạm biệt những bà con thân yêu, hẹn lại gặp lại bà con mình vào những video sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình thượng lộ bình an, vạn sự lành, đặc biệt luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Xem video, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.